hướng dẫn cách đọc bảng điện tử tại sân bay. Hiện tại ở các đầu sân bay đã dừng phát thanh, khách hàng phải tự xem bảng điện tử để biết chuyến bay của mình và chủ động có mặt để hoàn tất thủ tục lên tàu bay. Và sau đây sẽ là cách đọc và hiểu thông tin trên bảng điện tử tại sân bay. Cơ bản sẽ có các cột như sau. Cột 1 là giờ bay dự kiến ban đầu. Cột 2, giờ bay dự kiến thực tế. Cột 3, nơi bay đến. Cột 4, hãng vận chuyển. Cột 5, số hiệu chuyến bay. Cột 6, cửa lên máy bay. Cột 7, ghi chú tình trạng chuyến bay. Các thuật ngữ như delay là bay trễ, last call thông báo chuyến cuối về thông tin chuyến bay cho những hành khách cuối bằng điện thoại, departed đã khởi hành, boarding đang làm thủ tục lên tàu bay. Và lưu ý, đối với những hành khách đã check-in online trước, đi vào khu vực ưu tiên dành cho những người đã check-in online. Với chuyến bay quốc tế thì vẫn phải tới khu vực quầy để cân hành lý và lấy thẻ lên tàu bay. Với khách bay nội địa thì không cần ra quầy nữa. Quý khách nhìn số hiệu chuyến bay và nơi đến để biết cửa ra máy bay. Khách đang đợi ở cửa không thấy máy bay đến thì nhìn cột 2 để biết giờ bay mới. Quý khách hãy theo dõi màn hình thường xuyên vì cửa khởi hành có thể thay đổi để không bị lỡ chuyến bay. Nippon Travel, vé tốt, visa nhanh.